Nhìn những bạn người cá đang bơi các bạn thấy như thế nào? Chuyên nghiệp chứ. Và Tiun cũng không còn nhiều thời gian để huấn luyện người cá thành tiên cá ở Việt Nam nữa. Số lượng đệ tử Tiun đào tạo ra một năm qua chắc cũng đủ rồi. Và sẽ kết thúc cái chương trình đào tạo đặc biệt 41 tuần dành cho tiên cá ở Việt Nam, mà chỉ nhận dạy bơi người cá và những cái phần bơi kỹ thuật này là để Tiun đánh giá năng lực bơi lặn tiên cá của bạn, để Tiun có thể thông báo với tổ chức BDIC ở Mỹ rằng đã đào tạo ra một lượng người cá có thể cung cấp cho nhu cầu làm việc quốc tế. Thì quyền lợi của những bạn được trở thành người cá, nghĩa là Tiun sẽ giới thiệu các bạn đi làm việc khắp thế giới, và cái lương của một người cá không dưới 60.000 đô la. Cái bảng lương của người cá chắc ở Việt Nam chưa ai từng xem qua, thì Tiun cho các bạn xem thử nha. Việc đào tạo người cá thành tiên cá rất là khó. Mấy bạn này là trong một cái năm qua là Tiun coi như là hướng dẫn toàn bộ kỹ thuật bơi lặn lội của người cá chuyên nghiệp cho các bạn mà không có tốn bao nhiêu tiền cả. Riêng cái việc học đào tạo người cá ở nước ngoài để thành chuyên nghiệp như thế này, với cái kỹ năng bơi lội như này là mấy bạn tốn khoảng 2.500 đô la rồi. Bởi vì cái nghề của người cá đó làm việc lương rất là cao. Nếu mà các bạn không muốn Tiun giới thiệu việc làm người cá trên thế giới thì có thể cùng với Tiun trở thành người cá bảo vệ động vật, làm việc cho các tổ chức bảo vệ động vật mà Tiun đang liên kết. Có sức khỏe tốt, có trí tuệ thì chúng ta có thể làm được nhiều điều lắm các bạn ơi. Rồi được tham gia các sự kiện tiên cá do Tiun tổ chức thường xuyên nữa, để hướng đến một thế giới đầy tình yêu thương đến tất cả muôn loài. Chắc chắn là không có cái công ty bán đồ bơi tiên cá hay là một cái ông thầy dạy bơi người cá nào có đủ đẳng cấp như Tiun hiện tại để huấn luyện người thường thành người cá. Đó là một sự thật, và Tiun đang nằm trong top 3 người cá nổi tiếng toàn thế giới. Mà Tiun đang dạy bơi người cá, còn hai cái người kia họ đi làm quảng cáo nên họ phát triển cái sự nghiệp của họ còn ghê gớm hơn Tiun nhiều lần, nhưng mà họ không có đệ tử. Còn Tiun đã có một năm để tạo ra gần 500 đệ tử ở Việt Nam. Các bạn thấy cái bảng lương của người cá chưa? Tiun là top 3 của người cá thế giới, nên cái mức lương của Tiun là phải trên 100.000 đô la. Với cái khả năng master lặn biển diving, bơi lội master vận động viên. Nhưng không vì tiền mà Tiun ở lại Việt Nam để dạy các bạn người thường thành người cá, để biết yêu quý thiên nhiên, đừng hại động vật nữa. Tiun vừa mới từ bỏ lời mời với mức lương 7.000 đô la một tháng chỉ để làm một YouTuber chơi với thú hoang dã ở Úc. Và Tiun từng bỏ 10.000 đô la thiết kế website một tháng ở Singapore chỉ vì đất nước Việt Nam thú vật còn đang bị hại. Vậy mà các bạn lại quá khinh thường Tiun, nghe lời bọn tay sai của quỷ phỉ báng Tiun. Đừng để sự vô minh đó che lấp trí tuệ của bạn. Bọn ma quỷ họ không muốn Tiun giúp các bạn. Nếu như vậy các bạn sẽ thành tiên giải thoát hết sao? Rồi ai làm quỷ với họ đây? Ngay cả đệ tử của Tiun dạy cho thành tài, thoát khỏi bệnh tật, còn quay lưng lại phản Tiun. Ngay cả một công ty làm đuôi tiên cá không có kinh nghiệm gì cả về sản xuất đuôi người cá, nhờ Tiun lăng xê bán đuôi tiên cá, chỉ cho cách may đuôi tiên cá tốt để đáp ứng nhu cầu bơi lội chuyên nghiệp. Họ không làm được, họ không giữ lời hứa với Tiun. Thế nên Tiun phải chia tay để tự sản xuất ra đuôi tiên cá phục vụ cho cộng đồng. Phải có chuyện này thì mới có sự khẳng định của thương hiệu đồ bơi tiên cá của Tiun, để cho những tay sai của quỷ phải thức tỉnh. Tất cả việc Tiun làm muốn biến các bạn thành người cá để thoát khỏi những trận đại hồng thủy của trái đất trong tương lai. Khi mà những ngọn núi lửa đều phát hỏa thì ngày tận thế kinh khủng cho trái đất diễn ra rất là ghê gớm. Tiun có thể thấy trước tất cả những điều đó. Nếu các bạn cứ ngồi yên một chỗ rồi lên mạng chửi Tiun, gieo rắc những thứ xấu xa, chống đối lại Tiun, cho là dạy bơi người cá là nhảm, là xạo, trong khi Tiun được thế giới công nhận, có bằng cấp hẳn hoi, bảng lương người cá quốc tế các bạn cũng thấy rõ rồi đó. Tiun giúp các bạn như vậy là hết tình hết nghĩa rồi. Còn bây giờ ai không làm người cá với Tiun cũng chả quan tâm nữa. Đến với Tiun thì các bạn biết tất cả, có tất cả rồi dùng cái điều đó để cứu thiên nhiên và động vật, chứ không phải để chứng tỏ bản lĩnh. Các bạn thấy những người giàu có khoe khoang của, dù là chính trị gia, đại gia giàu nhất Việt Nam hả, cũng đi tù thôi. Sự giàu sang chả mang lại gì cả khi hủy hoại thiên nhiên, phỉ báng tôn giáo. Làm người cá chắc chắn sống rất sướng, cho các bạn thấy được kiếm rất là nhiều tiền, còn hơn là diễn viên điện ảnh nữa. Tiun 6 năm tiếp xúc với giới showbiz. Cái diễn viên nổi tiếng nào mà Tiun không gặp? Trong sân khấu Lan Anh, nhưng họ cũng chỉ là người thường thôi, không có đủ sức khỏe để làm những việc vĩ đại hơn vì thiên nhiên và động vật. Bơi lội chú tâm vào hơi thở được rồi, bạn muốn học cái gì cũng được, muốn làm cái gì cũng thành công. Tiun đã hy sinh quyền lợi cá nhân để giúp cho các bạn thức tỉnh. 41 tuần đào tạo miễn phí người thường thành người cá, chỉ hết các kỹ năng để thành tiên cá. Ai học được thì sẽ thức tỉnh, còn ai làm biếng trở thành tay sai của quỷ. Cứ tiếp tục, bởi vì con đường này nó còn rất dài, thế giới này nó còn rất nhiều. Trái đất này bị hủy hoại thì sẽ có một trái đất khác nữa sinh ra, nhưng mà các bạn không chịu thức tỉnh thì vẫn trầm luân trong biển khổ. Cố gắng đi, vượt qua nỗi khổ của thân tâm này đi, bạn sẽ thức tỉnh thôi.